Các cầu thủ chia sẻ với tôi là họ chỉ được đá 4 trận V-League rồi lại nghỉ một quãng dài. Tôi muốn cầu thủ được thi đấu ổn định chứ không phải 4 tháng đá 4 trận. Cùng thời gian ấy ở châu Âu, người ta có thể đá 40 trận rồi, huấn luyện viên Philippe Chaussier nói vào tháng 4 năm 2023, trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 32. Nhà cầm quân người Pháp nhắc đi nhắc lại vấn đề thiếu kinh nghiệm, trải nghiệm của các học trò. Tuy nhiên, những phát biểu như vậy không xuất hiện ở lần tập trung này, khi U23 Việt Nam sắp bước vào vòng loại U23 châu Á 2024. Trước SEA Games 32, hệ thống giải chuyên nghiệp Việt Nam liên tục bị gián đoạn vì hai đợt tập trung lớn của đội U20 và U23. Trong 4 tháng đầu mùa, V-League chỉ có vỏn vẹn 7 vòng, trung bình chưa được 2 vòng mỗi tháng. Trước SEA Games, các tuyển thủ chỉ được chơi 3 trận, đó là chưa kể việc đa số họ không có suất thi đấu ở câu lạc bộ. Ông Chaussier cố gắng khắc phục tình trạng thiếu hụt trải nghiệm thực tế ấy bằng các kế hoạch giao hữu, nhưng từng ấy là không đủ. U23 Việt Nam thua tâm phục khẩu phục, nhường lại ngai vàng đã giữ suốt 4 năm cho lứa trẻ của Indonesia, những người vốn đi theo một con đường hoàn toàn ngược lại, được đầu tư cực lớn, xu đấu từ Á tới Âu suốt vài năm liền. Đó đã là chuyện của 5 tháng trước. U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ khác. Sau một mùa giải chuyên nghiệp kéo dài, nhiều tuyển thủ U23 có những bước tiến quan trọng. Nguyễn Văn Việt trước SEA Games chưa từng được ra sân ở V-League, đến nay đã có trải nghiệm 9 trận và một vị trí chính thức tại Sông Lam Nghệ An. Nguyễn Văn Tùng cũng chưa đá trận nào trước SEA Games nhưng nay tự tin lên tuyển với 10 lần ra sân. Các trường hợp tương tự là Vũ Tiến Long, Khuất Văn. Ở nhóm trên, Hồ Văn Cường, Phan Tuấn Tài, Bùi Vĩ Hào thậm chí đã dạn dày với mùa đá chính thứ hai. Nhưng tiến bộ nhất phải là Nguyễn Thái Sơn, cầu thủ trẻ xuất sắc nhất V-League 2023 vừa kết thúc mùa giải với tấm băng đội trưởng trong trận đấu với nhà vô địch giải câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tại giải hạng nhất, Nguyễn Thanh Nhàn năm thứ hai liên tiếp giành danh hiệu vua phá lưới. Tiếc nuối hiếm hoi của U23 Việt Nam thuộc về Lê Văn Đô. Sao trẻ tới từ PVF từng chơi rất hay hồi đầu mùa, có suất đá chính ở đội vô địch Công an Hà Nội. Nhưng nhiều biến động thường tầng phức tạp cùng chính sách khoán hàng công cho ngoại binh của câu lạc bộ chủ quản đã khiến Văn Đô không thể tỏa sáng ở nửa sau mùa giải. Dù vậy, tiếc nuối nhỏ ấy không che được niềm hứng khởi mới đang bao trùm U23 Việt Nam sau một mùa giải V-League rộn ràng. Gần chục cầu thủ có suất đá chính, nhiều người được ra sân thường xuyên ngay cả tại những đội mạnh như câu lạc bộ Hà Nội, Viettel hay Công an Hà Nội. So với hồi SEA Games, họ hứa hẹn sẽ tiếp thêm sự tự tin tới huấn luyện viên Chaussier. V-League 2023 mang tới tiến bộ đáng kể cho nhiều tuyển thủ U23, điển hình như Thái Sơn, người đeo băng đội trưởng cho Thanh Hóa ở tuổi 20. Chức vô địch Đông Nam Á năm thứ hai liên tiếp cũng thúc đẩy lòng tự tin của Văn Lâm và đồng đội khi tiến vào vòng loại U23 châu Á.